Phải nói là Phú Yên thì tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ thì rất được nhiều cái thiên nhiên ban tặng, ngoài người ta có cái điều kiện về tự nhiên với một cái bờ biển dài 189 km, rất là nhiều các đầm vịnh đẹp và các bãi tắm rất là hoang sơ. Ngoài ra những cái tài nguyên thiên nhiên về thiên nhiên thì bên cạnh đó là những tài nguyên về nhân văn. Thì hiện nay là Phú Yên có các cái di tích, trong đó có hai cái di tích cấp quốc gia đặc biệt là cái di tích kiến trúc nghệ thuật Hố Nạn là của người văn hóa Chăm nằm trong lòng của thành phố Tuy Hòa, và một cái di tích gần đa đĩa, di tích cấp quốc gia đặc biệt đó là cái địa chất kiến tạo và ban tặng cho Phú Yên, và đó là một cái khác biệt và chỉ có Phú Yên mới có được. Thì ngoài những tài nguyên thiên nhiên và nhân văn thì cái sự giao thoa của các cái nền văn hóa, hiện nay thì Phú Yên có 33 dân tộc đang sinh sống, sự giao thoa của các dân tộc vùng miền đó là tạo nên một cái thiên nhiên ban tặng cho Phú Yên một tổng tổng thể, một cái tài nguyên để chúng ta phát triển du lịch và góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để vào năm 2024 mà Phú Yên là được báo Tiền Phong mà chọn để mà đăng cai cái giải quốc gia về marathon về cự ly dài của báo Tiền Phong lần thứ 65, dự kiến từ 25 đến 31 tháng 3 năm 2024. Có thể nói đây là cũng một cái vinh dự cho tỉnh Phú Yên và cái ngành thể thao của tỉnh nhà. Thì phải nói đây là một cái giải nào nó quy mô rất là lớn, dự kiến của chúng ta là khoảng là gần 10.000 người về đến với Phú Yên. Thì có nói đây là một cái giải mà lần đầu tiên Phú Yên đăng cai một cái giải quốc gia mà với một số lượng người lớn như thế, thì là vừa cũng là vinh dự nhưng là cũng một cái áp lực, một cái cho ngành và cho tỉnh để chúng ta làm sao phối hợp chặt chẽ với báo Tiền Phong, chúng ta chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để làm sao là giải lần thứ 65 này chúng ta có cái một cái gì mới, cái khác so với 64 lần trước, và để chúng ta để lại một cái điểm nhấn cho các vận động viên, các vận động viên về du khách khi về với Phú Yên. Sở Văn hóa là cơ quan thường trực về cái này thì cũng đã tham mưu với ban tỉnh và đã thành lập cái ban chỉ đạo về tổ chức giải, và song song đó là cũng đã rẽ ra các cái nhiệm vụ cụ thể trong cái phần của tỉnh Phú Yên và nhiệm vụ nào phối hợp với báo Tiền Phong, thì cũng đã phối hợp với các bộ phận chuyên môn chúng ta khảo sát các cái tuyến đường, các cái lộ trình chạy, các cái cự ly, chúng ta rà soát lại các cái nhiệm vụ về đảm bảo về an ninh trật tự, vấn đề về y tế, về tất cả các, và đặc biệt là vấn đề hậu cần, về các cái điều kiện về cơ sở lưu trú, về các nhà hàng, về các khách sạn. Sở cũng đã tham mưu dự thảo các cái kế hoạch để mà triển khai và phân công các cái nhiệm vụ, các cái tiểu ban từng cái bộ phận và ráp vô từng cái nhiệm vụ cụ thể để mà chúng ta phối hợp chặt chẽ với báo Tiền Phong để mà tổ chức tốt cái giải này. Và đặc biệt là hiện nay thì Phú Yên có một cái vận động viên Lê Thị Tuyết là một người con của Phú Yên và đã đạt được nhiều huy chương trong các cái giải marathon, mà năm 2024 thì Phú Yên là đăng cai cái giải marathon quốc gia, marathon này là cũng muốn cái giải để chúng ta gắn kết với vận động viên Lê Thị Tuyết, để chúng ta thấy là một con người rất là nhỏ bé như là các báo trong các giải qua nó là một cái hạt tiêu, nhưng mà rất là kiên cường trong các cự ly và chúng ta sẵn sàng để phá những kỷ lục. Thì đó đã nói được là con người Phú Yên rất là ngoài những cái tính chất về hiền hòa mến khách thì cũng rất là kiên cường, và như là tên gọi của vùng đất là tỉnh Phú Yên là đất Phú trời yên.